Em Maria chào anh chị em gia đình công giáo Thì à, hôm nay em có một cái bài về cái địa tài là Là về cái à, Cái vấn đề đậu lấp của người nữ á, Trong quá trình mà nói lời chú Thì thật ra là Lần trước em nghe nói nhưng mà thật sự ra là em cũng không rõ lắm Tại vì có hai cái người Một cái người anh là cũng là À, nói chung hai người anh này là đều đi theo theo đạo công giáo lâu rồi và cho nên là còn cái mà nhưng mà nhưng mà lại hai cái luồng ý kiến khác nhau thì ngày hôm nay thì em Maria hiểu ra được cảm tạ ơn Chúa là em Maria hiểu ra được cái lời Chúa này và em phải nói lên cái sự hiểu biết của mình là vì cái cách ăn mặc của người phụ nữ á, thì ở trong này tôi có lời khen ngợi anh em vì trong mọi dịp anh em đã nhớ đến tôi và nắm giữ các truyền thống như tôi đã truyền lại cho anh em nhưng tôi muốn anh em biết rằng đầu của mọi nam nhân là đức Kitô đầu của người nữ là người nam đầu của đức Kitô là Thiên Chúa em sẽ giải thích từng cái một à, đầu của đức Kitô là Thiên Chúa phàm nam nhân nào Cầu nguyện hay nói tiên tri mà có lớp đầu thì làm nhục cho đắng, làm nhục cho đắng làm đầu của mình. Phàm người nữ nào cầu nguyện hay nói tiên tri lại không mang lớp trên đầu thì làm nhục cho kẻ làm đầu của mình, vì cũng một thể như như gái bị cạo đầu. Nếu người nữ không mang lớp thì cứ cạo trọc đầu đi. Nếu nhưng nếu là nhục cho nữ giới khi bị xén tóc hay cạo trọc thì hãy mang lúp nam nhân nam nhân không được mang lúp trên đầu một khi là hình ảnh là án là ánh quang của thiên chúa còn người nữ là ánh quang của nam nhân vì không phải nam đã xuất tự nữ nhưng nữ xuất tự nam và cũng không phải người nam đã được dựng nên vì người nữ nhưng người nữ vì người nam cho nên anh chị thấy không? Có nghĩa là lúc ban đầu Thiên Chúa tạo dựng là tạo dựng nam. Vì không phải nam đã xuất tự nữ. Mà là nữ xuất tự nam. Rồi sau đó là Thiên Chúa mới lấy một cái xương của người nam. Để xuất ra một người nữ. Rồi sau đó là gì trong quá trình sống. Rồi nhờ người nữ mới có người nam. Có nghĩa là người nữ mang thai. Thụ thai rồi mới sanh ra. Thì có nghĩa là lúc ban đầu là phải có nam rồi mới xuất ra nữ Nhưng mà cũng không phải vì thế Mà không có nữ mà lại có nam Thì phải có nữ lại mới có nam Đó cho nên là câu có câu kế tiếp là Và cũng không phải người nam đã được dựng nên vì người nữ Nhưng người nhưng người nữ vì người nam Vì lẽ đó người nữ phải có lúc làm Có lúc làm dấu tùng quyền trên đầu Vì cớ các thiên thần Tuy nhiên trong chúa không nam thì nữ chẳng có đúng không? Không nam thì nữ chẳng có nếu như nam không ra đời làm gì có nữ Làm gì có lấy cái xương sườn của nam mà mà làm Và không nữ thì nam cũng không cụ thì cũng không phải Phải là như vậy tại vì sao? Nếu như không có người nữ thì làm sao mà thụ thai sanh ra được tiếp Cho nên là gì? Cho nên là không tuy nhiên là gì? Không nam thì cũng chẳng nữ cũng chẳng có Mà không nữ thì nam cũng là không mặc dù là nam có trước nhưng mà để cho nó có dòng giống ra thì phải gì phải xúc tự người nữ và cũng như người nữ có do tự người nam thì người nam cũng nhờ có cũng có nhờ người nữ và mọi sự đều do tự thiên chúa tự mình anh em hãy xét lại người nữ không mang lúp mà cầu nguyện cùng thiên chúa thì có xứng đáng không tại vì sao và chính thiên chúa lại không dạy cho anh em rằng nam nhân mà tóc xỏa là một sự ô nhục còn nữ còn người nữ xóa dài lại lại là vinh cho họ đó ư vì là vì bộ tóc không khác gì tấm lúc ban cho nữ giới cho nên là gì cho nên tức có nghĩa là thiên chúa đã ban cho phụ nữ một cái lớp để cho các con thấy rằng là à ta ban cho con mái tóc dài thì con phải biết là gì đó là cái lớp và cái lớp này là cái lớp là, là ta cho Nhưng mà cái lớp mà mà khi con nói lời chúa Thì con phải mang lớp vô Mang lớp vô nha Chứ không phải có cái mái tóc rồi là không đậu lớp đâu Đó là sai Đó là sai Có một cái vị gọi là Gọi là sống lại từ 12 tông đồ đó Nhưng mà nhưng mà bây giờ Maria mới ngộ ra được là Thật ra họ không phải đến từ Từ thiên chúa Mà họ đến từ một cái gì đó không biết Nhưng mà không đến từ thiên chúa thì tức cái gì mà không đến từ Thiên Chúa thì Maria đã nói rồi chỉ đến từ ma quỷ thôi Đó thành ra là Thành ra là trên cái vấn đề là mẹ luôn luôn đậu lấp là đúng Mẹ luôn luôn đậu lấp là đúng Đâu phải mẹ có mái tóc rồi là mẹ không đổi. Nam nhân mà đổi tóc á là mới che mới ắc cái hào quang của Thiên Chúa Tại vì đi cái Tại vì sao? Tại vì là đầu của nam nhân là chính là 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 Đức Kitô cơ mà. Mà mà tại sao mình đi phủ lại? Và đầu đức Kitô là Thiên Chúa Cho nên là gì Phạm nam nhân nào mà cầu nguyện Hay nói tiên tri mà có lớp đầu Thì làm nhục cho đắng Cho cho đắng làm đầu của mình Đó đó là vậy đó Cho nên Để tốn lại một điều là gì Khi mà phụ nữ, người nữ giới Khi mà chúng ta nói lời Chúa Chúng ta nói lời Chúa đi Còn uh, Maria thì không có lời tiên tri gì cả, có cái lời Chúa thôi. Maria chỉ nói nói lời Chúa. Thì những người nào có tiên tri nữa thì càng lại tốt. Thì chúng ta đều phải là gì? Mang lớp hết vô, mang lớp vào. Và chính vì vậy chúng ta luôn luôn mang lớp. Còn ví dụ trong đời sống của mình đi, mình không có động chạm gì tới thì mình không cần mang lớp. Thì đó là cái vấn đề để giải thích cho, cho rõ nghĩa Tại vì trước đây là cũng có vấn đề này gọi là Gọi là Maria là nghe, nghe nhưng mà lúc đó không biết làm sao lại là trí khôn, khôn, khôn ngoan, chúa chưa ban gì á Lúc đó nên là cứ đập nhưng mà lại không hiểu, thật sự luôn á Mình cũng đập nhưng mà ủa sao ngộ vậy, sao dưới này là có cái máy tóc đã ban rồi đâu đó này này kia nhưng mà, nhưng mà quả thật bây giờ thì Maria đã hiểu rồi Tức nghĩa là thiên chúa đó giống như đó, con có thấy không, tôi cho con máy tóc để con đội đó giống như cái lớp đó thì đó con cũng biết biết mà con đậu lên thế thôi đó là cái mà mà Maria bây giờ mới hiểu thì cũng xin gỡ lại những cái điều mình đã hiểu và những cái điều mình chưa hiểu trước đây và bây giờ đã hiểu thì đó cũng là cái khó cho Maria mà cũng là cái mà Maria cho là khó thì Maria cũng sẽ trao hết lại những cái điều mà đã được dạy dỗ trong cái quá trình mà tiếp nhận với uh, uh, với Thiên Chúa để mà uh, khi mà Maria hay ôm ôm Chúa vào lòng lắm tức cái là Maria ôm kinh thánh đó thì mình đọc riết một khoảng thời gian á thì bỗng nhiên mình có cái ơn hay gì á thì từ từ đó, là những cái trước đây Maria không hiểu thì bây giờ Maria lại hiểu mà nếu như mà trong thời gian tới cái tánh Maria là vậy đó khi mà sẽ được biết được cho hiểu cái gì được biết cái gì thì Maria sẽ mang lên cho tất cả anh chị em của chúng ta không những một hai hay là có n cái thì Maria cũng cho những cái gì Maria có thì mọi người cứ xin Maria cho hết giống như những cái lời Chúa những cái tư liệu những cái này nọ đó thì Maria sẽ gửi cho anh chị em lạy Thiên Chúa lạy Mẹ Maria xin mẹ bảo trợ cho tất cả những anh chị em của chúng con được sống trong tình yêu của Thiên Chúa và của Đức Mẹ xin mẹ cầu bầu cho chúng con trước mặt Thiên Chúa để cho chúng con được bền đổ trong chúa muôn đời amen con tạ ơn chúa con tạ ơn mẹ